Rồi quý vị ơi, tiếp theo bonsai 279, 5 cây mai chiếu thị 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào mua vui lòng chuyển khoản trước nha. Trong 5 cây này là 5 cây kim giòn hết nha quý vị. Đây là cây số 1, cái này là siêu mini nha quý vị, 1 cây. Bán vui thôi chứ có lời gì nhiều hết nha quý vị. Rồi cây số 2, mấy cái dù ở che nó lại. Cây số 3, nhỏ nhưng mà nó đều có đế hết trơn nha quý vị. Nó là ra bông hết trơn luôn rồi đó nha. Để đắm dưới này nè, tàn thiên nhiên luôn ha. Cây số 4, đây cây số 5 nha quý vị. Có mấy cái này mà nó ra hoa cái là thôi, đặt cây trơn, rất là đẹp. Cái gì nữa vậy? Rồi 5 cây nha quý vị, 300k nha. Rồi xuống luôn.